Khoảng hơn 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư và Trần Văn Sỹ, cũng là luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bắt đầu. Là bị cáo đầu tiên được hội đồng xét xử thẩm tra tư pháp, bị cáo Trần Văn Sỹ khai như cáo trạng nêu. Tiếp đó, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng xác nhận lý lịch tư pháp trước hội đồng xét xử. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Ngô Ngọc Thắng cho biết, thư ký phiên tòa báo cáo rằng ông Huỳnh Uy Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, đại diện Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, có đơn xin vắng mặt và thực tế đã vắng mặt. Về trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, theo hội đồng xét xử, ngoài việc triệu tập bà Hằng, hội đồng xét xử cũng triệu tập luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi cho bà Phương Hằng, và ông Lễ cũng có đơn vắng mặt và thực tế vắng mặt tại phiên tòa. Đến gần 9 giờ, sau khi hỏi những người liên quan tại phiên tòa, không ai có ý kiến gì về việc hoãn tòa hay là kiến nghị gì thêm. Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa với phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Thẩm phán chủ tọa Ngô Ngọc Thắng quyết định cho bị cáo Trần Văn Sỹ được ngồi nghe cáo trạng tại phòng xử án vì lý do sức khỏe. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa hôm nay cho biết, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sỹ đã sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sỹ, còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và YouTube nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 Luật An ninh mạng. Còn ông Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam. Hai bị cáo là Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân của bà Hằng, ông Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu đều là do bà Hằng làm giám đốc. Sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Trần Văn Sỹ, 67 tuổi, là luật sư, và bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, cũng là luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Như đã thông tin, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều ngày 29 tháng 2, tòa án đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của toàn bộ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương. Theo hồ sơ, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni đã đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bà Phương Hằng, gây ảnh hưởng đến Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu và Công ty Đại Nam. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube tên là luật sư Trần Văn Sỹ để phát 8 video clip. Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác định 8 video nêu trên có nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đại Nam theo Luật An ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sỹ khai việc phát ngôn nêu trên do bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện. Do đó, Sỹ góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Phương Hằng và có những phát ngôn liên quan đến Công ty Đại Nam và Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu. Còn ông Huỳnh Uy Dũng cũng thường hay ghi hình cùng bà Hằng cũng có những phát ngôn liên quan đến vấn đề trên. Trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15, ngày 29 tháng 8 năm 2021, ngày 5, ngày 10, ngày 19, ngày 24 và ngày 28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021, Sỹ sử dụng điện thoại di động để tự ghi và phát tại văn phòng luật sư ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và văn phòng luật sư ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Sĩ khai nhận những phát ngôn trên nói đến thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng là căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Hằng đã phát trực tiếp trước đó. Sĩ không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai và chưa được sự chấp thuận của các cơ quan báo chí đã đăng bài. Trong khi đó, vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên là Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình với tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không?". Kết luận giám định xác định video trên có nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng, vi phạm luật an ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, bà Hàn Ni khai nhận do bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến Hàn Ni trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát cùng ngày để phản biện lại những nội dung mà bà Hằng nói là không đúng đối với Hàn Ni, như tống tiền doanh nghiệp, phản động, đưa hình ảnh Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói là làm gái. Bà Hàn Ni cho rằng những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng tải nên bà Hàn Ni không tự kiểm chứng lại. Sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, là luật sư nhà báo và luật sư Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Gần 8 giờ sáng, hai bị cáo là Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ được dẫn giải tới tòa. Các lực lượng nhanh chóng đưa hai bị cáo vào phòng chờ xét xử. Bà Nguyễn Phương Hằng là giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cũng có đơn xin vắng mặt. Ghi nhận đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không tham dự phiên tòa. Theo truy tố, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân và Facebook cùng tên là Nhà báo Hàn Ni có một số buổi ghi hình với nội dung đăng tải liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không?" đăng tải vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty Đại Nam cũng như Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu, bà Hàn Ni nói rằng trước đó bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những thông tin phát ngôn trong các clip, bà Hàn Ni khai nhận lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với luật sư Trần Văn Sỹ, cơ quan điều tra xác định ông Sỹ đã sử dụng kênh YouTube cá nhân là luật sư Trần Văn Sỹ đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm đến lợi ích của Công ty Cổ phần Đại Nam. Ông Sỹ đã thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong các buổi ghi hình là lấy thông tin từ các buổi ghi hình của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, đồng thời lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và ông căn cứ vào các văn bản pháp luật để phân tích. Ông Trần Văn Sỹ cũng khai là không có thù hằn mâu thuẫn gì với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.